chúng ta có một cái thói quen mà nó làm mình không có trưởng thành được, và nó không làm cho mình đó làm chủ bản thân được. Là bao giờ mình cũng đợi người ta ra lệnh thì mình mới làm theo. Khi mình đến một cái lớp mình học pháp thì mình hiểu rằng đó, cái người mà người ta giảng pháp á, là cái bình nước người ta luôn luôn để rót ra, nhưng cái chén mình có ngửa ra thì người ta mới rót được, còn cái chén không ngửa ra không rót được. Nhưng mình cứ chờ đợi là người ta nói mình hãy ngửa cái chén ra để cho người ta rót xuống, thì cái chuyện đó không phải là cái chuyện của giáo pháp. Mình đến đây học, đó là mình chọn lựa. Và mình muốn cho cái người giảng pháp ta giảng hay không á, cũng do mình. Cho nên là sư cô rất là kiên nhẫn để chờ đợi bao giờ mà quý vị ngửa cái chén ra thì mới rót xuống, còn không ngửa cái chén ra không rót xuống. Đó là cái bài học, là mình làm chủ cái tâm của mình. Và có bao giờ mình hiểu rằng đó, cái quế nhiễm là gì không? Khi người ta đến một cái hội chúng, mà cái hội chúng đó trong sạch hay quế nhiễm đó, người ta nhìn cái miệng là người ta biết. Tại vì khi nói nhiều quá thì cả một cái không gian này đó nó trở thành là ô nhiễm hết. Bao giờ người ta hiểu được cái giá trị của sự im lặng? Im lặng nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là không có phát ra âm thanh, là cái phước báo đầu tiên. Khi mình không phát ra âm thanh đó, mình mới có thể nghe được cái tiếng thì thầm ở trong tâm của mình. Và sự tu tập là bao giờ cũng phải bắt đầu hiểu cái cách mà làm cho trong sạch cái nội tâm của mình, làm cho trí tuệ tâm linh của mình càng ngày càng sáng suốt. Việc đầu tiên là khi chúng ta đến một cái hội chúng nào, cái hội chúng đó trang nghiêm, thanh tịnh, hay một cái hội chúng mà đầy cấu nhiễm, là chỗ người ta nói không dừng, ăn cũng nói, đứng cũng nói, ngồi cũng nói, đi cũng nói. Ngồi đằng sau lưng trước ta không nói cũng chồm lại nói cho bằng được. Và nói trong cái quế nhiễm của cái tâm mình, phóng những cái luồng năng lượng xấu ra. Mình không biết. Cho nên học giáo pháp để biết những cái rất là đời thường, nhưng trong cái đời thường đó cái nào là quý báu, cái nào là không quý báu, để chúng ta biết mà chúng ta bỏ lần đi. Mình đến một cái thiền viện mình tu, chưa biết tu làm sao cả, nhưng cái giới luật đầu tiên trong cái thiền viện đó là đừng phát ngôn ra, để nghe cái tiếng nói trong tâm của mình. Mà mình vô đó mình nói nguyên thuyên là phạm giới rồi, và ăn cái hạt cơm trong thiền viện của ngài đó là đọa rồi. Nên nói không dứt. Người tu phải cẩn trọng hết sức. Không phải muốn nói cái gì là nói, không phải lúc nào cũng có thể nói được. Thu thúc lục căn nằm chỗ đó. Mà con đường để tạo nghiệp nằm trong ý hành nghiệp, nằm trong khẩu hành nghiệp, nằm trong thân hành nghiệp, tức là ý, khẩu và thân hành nghiệp. Ba cái đó cộng lại đầy đủ hết. Cái khẩu là cái dễ thấy nhất. Và không có gì quế nhiễm bằng vừa ăn vừa nói. Và đời thường chúng ta phạm mãi. Để học vi diệu pháp này đó, Phật lớn người ta chịu không nổi. Tại vì chỉ quá rõ, chỉ quá thẳng, để thấy rõ đâu là bệnh của ta. Người ta chỉ quan tâm tới bệnh của thân thôi, nhức đầu, sổ mũi, ho hen, đau bụng, đau răng, đau đủ thứ, thì chúng ta biết tìm thuốc để uống, biết nghỉ ngơi, biết thư giãn, biết tìm thầy này thầy nọ để làm cho cái thân thể mình khỏe mạnh.
Nhưng mà cái tâm mình nó bệnh dữ lắm mà mình không biết. Nó ăn tầm bậy tầm bạ, nghĩ tầm bậy tầm bạ, tức là nó ăn tầm bậy tầm bạ, nó nghe những điều tầm bậy tầm bạ là nó ăn tầm bậy tầm bạ. Mình biết, bệnh trong tâm không biết. Cho nên phải tập làm chủ nơi mình, phải thu thúc. Thu thúc có nghĩa là cần mới sử dụng, không cần không sử dụng. Không cần không sử dụng. Cho nên cái người đời đó, người ta đi trong dục vọng, với cái người tu đi trong thu thúc. Đi trong dục vọng là người đời tâm phàm phu, muốn cái gì làm cái đó, muốn cái gì nói cái đó, muốn sao được vậy là đời sống của người phàm phu. Còn đời sống của người tu, người tu đây nói tướng chúng của Đức Phật, chứ không phải nói là người xuất gia, nói luôn tướng chúng của Đức Phật. Người tu ở chỗ đó là tất cả những gì mình muốn, tất cả những gì mình làm, mình đều biết kiểm soát. Biết kiểm soát, cho phép làm hay không cho phép làm, là mình chủ động. Cho nên khi trẻ con nó sống trong nhà đó, mẹ cho phép, ba cho phép, bà nội bà ngoại cho phép mới làm. Lớn lên vào trong trường, thầy cô giáo cho phép mới làm, không cho phép không dám làm. Đó là đứa trẻ ngoan, tại vì nó được đưa vào cái khuôn phép và nó muốn ở trong khuôn phép đó. Nhưng mà khi cái khuôn phép đó đã được hình thành rồi, thì bây giờ bản thân mình phải tự biết lấy, là mình phải thu thúc, biết rõ phải thu thúc. Và con Phật thì Phật dạy thu thúc từ cái bước chân, thu thúc từ cái ly nước cầm lên uống, từ cái miếng ăn đặt vào trong miệng, đều thu thúc hết. Huống chi cái suy nghĩ trong đầu phải kiểm soát, những gì nó thì thầm trong đầu phải kiểm soát, những gì nó dục dã cho mình phải ứng xử như thế này, phải giải quyết như thế kia, phải cư xử như thế nọ, đều phải kiểm soát. Thì cái ngọn đèn này mới luôn luôn được thắp sáng trong tâm. Còn nếu không, chúng ta che lại hết và chúng ta đi trong cái ý muốn của mình. Đi trong ý muốn của mình. Bây giờ chúng ta đến một cái chùa, mà cái chùa nào á mà tất cả những cái người ở trong chùa đều có tiền trong túi, thì biết cái chỗ đó rất khó tu. Chùa nó chỉ ở trong cái tủ của người trụ trì đó cũng đã thấy khổ rồi, huống chi túi người nào cũng có tiền hết là rất nguy, khó mà tu lắm. Tại sao vậy? Tại vì khi mình chưa phải là cái người xuất gia, mình người phàm phu sống ở đời, trưa hai ba giờ thèm ly kem, thì muốn ly kem ăn đâu có tội lỗi gì đâu, thèm muốn ly nước mía thì uống đâu có tội lỗi gì đâu, có tội lỗi gì cái chuyện đó. Nhưng người xuất gia đâu có được. Nhưng nếu mình có tiền, nhờ người ta mua được chứ. Có tiền muốn cái gì là không được. Bây giờ cái đôi dép tôi cũng dường đôi nào đi đôi đó. Còn không là phải mua một cái đôi dép mà nó nói thật, không phải là cho nó có mà mang mà thôi. Chứ còn nếu mình chọn lựa một cái đôi dép như cái đôi dép người ta đi đẹp đó là đã phạm giới rồi. Giờ mình có tiền mình mới chọn được vậy, không có tiền đâu có chọn được. Người tu sống bằng phước báo, người đời sống bằng cái năng lực làm việc, thu nhập kinh tế của mình mà sống. Cho nên đồng tiền ta làm trong tay. Cái hạnh phúc của người đời là cái hạnh phúc có làm ra tiền và dùng cái đồng tiền này theo ý muốn của mình. Đó là đời sống bình thường trong cái xã hội và đời sống của người phàm phu. Còn người tu, tất cả giới luật chúng ta đều biết, không có tiền trong túi. Ngày hôm nay pháp phương tiện, bây giờ không lẽ mình ra mình đi xe buýt
mà bây giờ ông có tiền trả làm sao? Cho nên phải có tiền, nhưng mà coi chừng cái đồng tiền đó cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì sao? Nó không có thu thúc được. Tâm Tâm nhớ sư phụ Tâm Tâm nói hồi đi xuất gia 17 tuổi mà từ Hà Tiên đi về Bà Rịa, mà thầy sai đi về dưới đó là tại vì cứ vài tháng thì phải đổi cái tịnh xá để mà đi học hỏi tu tập. Thì thầy kêu đi vậy chứ còn thầy không có nói là cho đồng bạc nào ra xe hết. Rồi có khi thì hai cô đi ra thì cứ đứng quần quần ở ngoài cái bến xe đó. Người ta hỏi về đâu, nói dạ về Bà Rịa. Nói lên xe đi thì không có nói gì hết, đứng một chỗ đó. Chừng nào ai biết thì nói, thôi sư cô lên xe để con trả tiền cho thì mới dám lên. Còn hoặc là cái người tài xế nào ta biết, ta nói thôi mấy sư cô cứ lên xe thì không sao, tôi con không có tính tiền đâu. Thì lúc lên xe ta nói, có hai sư cô đi đây nè, có ai muốn cúng dường thì cúng dường đi, còn không thì nhà xe chúng tôi thì sẽ cúng dường thì mới được. Còn đi một cái đoạn ngắn nào đó, ví dụ 5-10 cây số thì lội bổ. Đâu có dám mở miệng mà nói là bạch thầy, thầy sai con đi từ Hà Tiên về Bà Rịa cho con chút tiền xe, đâu có dám. Thầy cho cầm, không cho không cầm. Thì chắc bây giờ mà làm vậy đó không có ai đi tu hết. Xe rước tận nơi. Thành ra cái việc mà chúng ta thu thúc lục căn đó, nó làm cho chúng ta có một cái lằn ranh giữa cái đời phàm phu và cái đời mà chúng ta đi vào cái con đường mà chúng ta làm chủ bản thân, chúng ta làm chủ suy nghĩ của mình, và chúng ta chỉ sử dụng khi chúng ta cần chứ không phải sử dụng như chúng ta muốn. Sử dụng như chúng ta muốn thì chúng ta là người phàm phu. Mặc dù chúng ta có xuất gia bao lâu thì đó là cái tâm phàm phu nó vẫn hoành hành trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, và đó là cái bệnh nó sẽ che khuất cái trí tuệ về tâm linh. Cho nên cái gì cần thiết nhất chúng ta sử dụng, nói cái gì cần thiết nhất mới nói. Và ngay cả khi mà chúng ta học phi diệu pháp chúng ta mới thấy sợ. Khi mà mình cười hả 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 hả, ông bà mình hồi xưa nói sao, con gái mà cười như vậy con gái mất nết, con gái không có cái phép đâu, con gái không có cái phép mà vừa đi vừa nói, vừa ăn vừa nói, cười thì hả hả, nói chuyện với ai cũng ngã qua ngã lại, dỗ dai dỗ dế, đồ mất nết. Chính xác. Tại sao vậy? Cái cười hả hả cười bằng tâm gì? Cười hả hả cười bằng tâm tham thọ hỷ. Và trong tâm tham thọ hỷ này nó có bốn cái chi phần của tâm si, trong đó có tâm si phóng dật. Cho nên cái người có cái hạnh không để cho phóng dật hoành hành trong tâm. Người có trí tuệ về tâm linh thì phải biết kiểm soát. Cho nên là nói là ông bà già xưa khó lắm, nhưng đó là phước báo. Chúng ta hãy dỡ hết cái lực của tăng và của ni ra đọc. Thì khi mình đọc xong rồi mình mới thấy ông bà mình hồi xưa khó cái gì mà khó đúng đó, để đều nằm trong cái lực của tăng ni hết, không có đi ra ngoài đâu. Nên bây giờ trẻ trẻ tới mấy chùa tu mà gặp quý ni trưởng, quý ni sư mà khó khăn chút là muốn cuốn gói đi mà thôi. Tại vì người ta sống theo dục vọng, người ta sống theo sự phóng dật. Và bao giờ cũng vậy đó, người ta đi trong cái khuynh hướng là tham thọ hỷ, tức là muốn cái gì mà nó đem đến hỷ lạc cho mình thì chấp nhận ngay, không cần biết cái đó là đúng hay sai, cái đó là thiện hay ác. Thì đó là cái tâm tối của đời phàm phu. Và khi chúng ta bước vào cái con đường tâm linh, cái con đường để tiến hóa về tâm linh, thì đầu tiên chúng ta học giáo pháp của Đức Phật để biết cái gì là bệnh của tâm, cái gì là nên làm, cái gì là không nên làm. Cái thứ hai khi học rồi ứng dụng. Chứ học rồi mà không ứng dụng thì cái đó là chúng ta làm giàu cái kiến thức. Và chúng ta sẽ thấy
cái người giàu về kiến thức có bệnh. Bệnh ở chỗ nào? Nhóm họp lại, bắt đầu đem giáo pháp đó ra và nói là phát đàm, nhưng thật sự cái chỗ đó để thấy rằng mình giỏi hơn người ta. Và dùng cái kiến thức này làm cái vũ khí để mình trở thành kẻ chiến thắng. Và cái kẻ chiến thắng này được vinh danh bằng cái ngã của mình mà thôi, chứ không có giáo pháp trong đó. Giáo pháp của Đức Phật không phải để mà làm một cái thứ vũ khí cho ngã, để mà vinh danh cái ngã. Mà giáo pháp của Đức Phật để thấm nhuần trong cái kho trí văn của mình, để mình nhận định về chính mình. Mình phát sinh ra cái ước muốn này, ước muốn này nằm ở đâu, làm cái gì, gieo cái nhân gì đây, và sẽ gặt cái quả gì đây, kiểm soát lại nó. Và như vậy chúng ta đang ứng dụng thành cái trí tư. Nhưng mà sao mình nằm đúng đó rồi lại thấy sai? Mình mới vừa dẹp được cái này, sao cái khác nó nổi lên, tại sao vậy? Không hiểu được tại sao vậy. Tại vì nó yếu. Mặc dù nó có trí văn, mặc dù nó có trí tư, nhưng nó yếu. Và Đức Phật nói phải làm mạnh nó lên. Làm mạnh nó ở chỗ nào? Ở chỗ trong cái từ nó gọi là tu tiến. Tu tiến nó có hai cấp bậc. Cấp bậc thứ nhất là tu thiền định, cấp bậc thứ hai là tu thiền tuệ. Thiền định này có trước khi Đức Phật ra đời, có trong khi Đức Phật ra đời, có sau khi Đức Phật ra đời. Và cái đề mục của nó thì nó cực kỳ rộng rãi. Người có tôn giáo, có tín ngưỡng, hay không có tôn giáo, không có tín ngưỡng, mà nếu có cái đề mục, có cái phương pháp tu đúng, vẫn đắc thiền này, đắc thiền sắc giới này. Nhưng mà lên tới thiền vô sắc giới thì nó bị khống chế trong bốn đề mục này. Thì đây là thiền định, để nó làm vững chãi lại. Là tại sao? Mình biết rằng là cái thức ăn mà mình thích đây, thức ăn khoái khẩu đây, mình thích đây, đó là ăn nhiều nó bệnh đó. À, nhưng mà không biết tại sao nó cám dỗ vậy, và có khi mình cũng phải đầu hàng nó. Mình cũng phải ăn, mình đầu hàng nó. Mình hỏi tại sao vậy? Là vì cái sự hiểu biết của mình và cái năng lực, cái năng lực để mà duy trì cái sự hiểu biết đó thành một cái mệnh lệnh, mà cho cái tâm mình nó phải dừng lại tất cả những cái quế nhiễm đó mà nó theo thì nó yếu. Và chúng ta sẽ thấy ở nhà, mình nói ở nhà nha, mà có những cái đứa nó nghịch ngợm, nó phá lắm, má nó la nó đến đổi mà cái miệng muốn kéo lên tới mang tay, tay thì vỗ bếp bếp vậy đó, chứ mà buông ra nó giận vậy. Nhưng mà ba nó chỉ cần ngó nó một cái vậy là nó không dám cục cực, không biết gì hết. Bởi vì nó biết rằng má nó la vậy thôi, chứ còn có phạm cũng không có sao, mà có quánh bếp bếp gì chứ cũng không có đau, buông ra cũng vậy thôi. Cho nên nó biết. Còn cái ông này là ông ba của nó đó, ngó cái vậy mà không được cái là chết rồi, đứng khoanh tay cái chỗ này là rụng rời luôn, chứ không phải giỡn đâu. Mà ông cho nhịn đói là ông cho nhịn đói thiệt á, cho nên nó mới không dám. Cho nên cái lực của cái người cha đó mạnh. Thì tâm của chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta biết cái điều này sai mà nó vẫn trở lại hoài, mà có khi chúng ta phải đầu hàng, chúng ta phải thua nó, là bởi vì cái năng lượng lành của chúng ta yếu, mà cái năng lượng xấu của chúng ta quá mạnh, cho nên là nó cưỡng bức mình. Cũng như mình giận á, nói giận lên mình biết thật chết rồi, giận là quế nhiễm ở trong tâm rồi, giận là đổ axit xuống cái đời sống nội tâm của mình rồi, không giận nữa. Nhưng mà nó phừng nó vẫn lên, rồi mình kiềm chế lại, rồi chập nó vẫn nói ở trong cái tâm của mình dữ lắm, thì mình biết là cái năng lượng lành mình yếu. Cho nên Đức Phật nói phải làm mạnh nó, mạnh nó bằng những cái đề mục tu thiền định này. Được mạnh nó chưa đủ. Chúng ta thấy cái người mạnh nha, Đề Bà Đạt Đa là anh em họ hàng của Đức Phật, đó là cái phước báo thứ nhất của người này.
Cái phước báo thứ hai là người này trở thành đệ tử của Đức Phật. Phước báo thứ hai. Phước báo thứ ba đó là người này đó tu đắc ngũ thiền, và người này đắc ngũ thông. Đây là cái phước báo. Phước báo này khi thân huệ mạng chung đó thì Đề Bà Đạt Đa sẽ sanh lên cõi trời Phạm Thiên, và thần thông này vẫn giữ được. Thì chúng ta có thể hình dung cái tâm của một cái người phàm phu. Đây là phần quế nhiễm thuộc về tham, sân và si. Đây là cái phần trong sạch nó thuộc về thiện và thiện trí. Nó như thế đó. Nhưng mà đây là trong tâm của cái bậc hành giả mà tu thiền định, thì quế nhiễm nó nằm này. Còn đây là phần thiện, phần trí nó chiếm một phần lớn. Thì cái người này đó phước báo rất lớn. Nhưng quý vị thấy khi cái dục vọng này nó vượt ra, đi tìm hai con đường. Con đường thứ nhất là con đường lợi, và con đường thứ hai là con đường danh. Đề Bà Đạt Đa nói trong tâm mình như thế này: mình đi tu, mình chứng đắc thiền như thế này, mình có thân thông như thế này, mình đã vượt trội hơn tất cả mọi người. Tại sao trong tay mình không có đệ tử đồng? Và tại sao không có cái điều kiện để cho đệ tử càng ngày càng đông, mà đệ tử của mình sung sướng hơn tất cả những người, những cái tông ma phái khác, tôn giáo khác? Tại sao không làm đó? Và mình giỏi như thế này, mình không phải có vị trí xứng đáng. Và Đề Bà Đạt Đa làm hai điều. Điều thứ nhất, giữa hội chúng, Đề Bà Đạt Đa bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn: này Thế Tôn, tuổi hạ cũng đã cao, mà việc của tăng đoàn thì bề bộn trăm điều, việc nặng nhọc đó xin Thế Tôn để cho con gánh vác. Thì Đức Thế Tôn không có trả lời. Lần thứ hai cũng bạch y như vậy, Đức Thế Tôn không có trả lời. Lần thứ ba cũng bạch như vậy, thì Đức Phật mời ra khỏi cái chỗ đó. Đề Bà Đạt Đa ra bị xúc phạm trong cái ngã của mình. Mình giỏi như thế này, mình thành tựu như thế này, mình nói cái lời tử tế như thế này, gánh cái trọng trách để cho thầy của mình tuổi hạc đã cao, nay được có cái thì giờ thư thả hơn để mà giảng pháp cho tứ chúng. Mình bị xúc phạm ở đây, không chịu đựng được. Nhất định ta phải có một cái hội chúng đông đảo. Nhất định cái ngôi này trong tay ta, không ai có thể giỏi hơn ta được nữa cả. Cho nên mướn thích khách đến để giết Đức Thế Tôn. Nhưng phước báu cho những người thích khách này, khi đến gặp Đức Thế Tôn quỳ xuống bạch hết sự thật, và Đức Phật giảng một thời pháp ngắn, thì những người này đó nhập vào dòng thánh và trở thành tăng sĩ trong tăng đoàn của Đức Phật. Lần thứ hai mới kiếm một con voi. Con voi này đó vừa điên mà cho nó nhịn đói mà uống rượu say. Thì khi Đức Phật bưng cái bình bát đi đó, thả con voi đó ra. Lần này là phải nói là 100% rồi, không thể nào có chuyện gì khác hơn ngoài cái chuyện là con voi này nó sẽ làm cái phận sự điên cuồng của nó. Nhưng mà khi nó gặp Đức Phật, nó quỳ xuống đảnh lễ. Tại sao vậy? Tại vì tiền kiếp Đức Phật đã từng là tượng vương, tượng chúa rồi. Mà tượng chúa này đã hành hạnh Bồ Tát, cho nên tất cả bầy đoàn trong cái thế giới của loài vua đó, thì nó gặp tượng vương của nó phải quỳ xuống đảnh lễ. Ở đây xin mở ngoặc đơn để nói cái điều này: tất cả những phước báu chúng ta có trong đời này, tất cả những cái sự trân trọng quý mến mà người khác dành cho chúng ta, không bao giờ là sự tình cờ cả. Ngày hôm nay mà con voi vừa đói vừa điên
vừa bị rượu như thế mà quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật, nó đâu có biết Đức Phật là ai. Nhưng mà trong cái dòng giống của nó biết cái người ân nghĩa lớn nhất của nó là Tượng Vương, cho nên nó quỳ xuống đảnh lễ. Chúng ta gặp lại nhau đây trên đường luân hồi, chúng ta nói với nhau bằng ân nghĩa, chúng ta nói với nhau bằng oan trái, tất cả đều có. Cho nên cái phước chúng ta gieo xuống để cho cái đức chúng ta sáng lên, là cái uy đức này nè khiến cho cái con voi khùng điên này nó phải quỳ trước Tượng Vương. Đó là uy đức của Tượng Vương, nó không biết Đức Phật. Cho nên trong vô vàng những cái hạnh Bồ Tát trên cái đường luân hồi, đó là chúng ta tạo phước đức, để khi mà tất cả những cái quế nhiễm của chúng ta ra đi, mà những cái phước đức này nó là cái năng lượng lành, cái năng lượng rất là mạnh mẽ, nó sẽ đầy đủ nơi một cái vị Phật còn nhục thân ở thế gian này. Thì lần thứ hai Đề Bà Đạt Đa thất bại, và lần thứ ba đích thân mình phải giải quyết cái chuyện này, để thứ nhất rửa cái mối nhục này, điểm thứ hai phải thay thế cái người này. Đó là cái dục vọng điên cuồng còn sót lại trong tâm của một người đã đắc thiền. Cái này là một cái tàn lửa rất nhỏ chỉ bằng ngón tay trong một cái đống ung đã xối nước tắt rồi, còn sót lại cái này. Khi nó khui ra thì một cái tàn lửa này bay lên, nó cháy nhà, cháy rừng, cháy tất cả. Ô nhiễm nó bùng lên không còn gì nữa cả. Và người này đã lăn đá trên đường Đức Phật, bưng cái bình bát để khất thực, lăn đá xuống để giết. Người này là anh của mình, người này là thầy của mình, người này là đấng toàn giác, nhưng mà dục vọng đã che mờ tất cả. Trong khi một cái người đắc thiền là gì? Trong tâm của người này thiện trí rất lớn, quế nhiễm rất nhỏ, nhưng khi nó bùng lên rồi đó thì nó che mờ hết cái này, cho nên lăn đá xuống làm chảy máu thân Phật. Và một trong những cái năm cái tội nặng đó là chia rẽ cái tăng đoàn, làm chảy máu thân Phật. Thì cái tội này đọa địa ngục, là đọa địa ngục. Cho đến giờ phút này chúng ta đang ngồi để mà nói cái câu chuyện này thì Đề Bà Đạt Đa vẫn còn ở địa ngục. Việc thứ hai mà Đề Bà Đạt Đa đã làm, nó thuộc về một cái ác nghiệp mà nó nằm trong cái quý nhiễm mà muốn có lợi. Đề Bà Đạt Đa thấy A Xà Thế là một thái tử trẻ tuổi, háo thắng, non nớt trong cái suy nghĩ. Đề Bà Đạt Đa mượn A Xà Thế là một cái công cụ để tạo cái lợi thế cho mình. Cho nên một hôm thái tử đi dạo trong cái vườn thượng viện, thì Đề Bà Đạt Đa đã dùng cái thần thông của mình bay lên trời, làm thành một cái vệt sáng bay lên trời. Thì thái tử mới ngạc nhiên quá, thì cuối cùng khi Đề Bà Đạt Đa hạ xuống và biến thành một cái người xuất gia ngồi xếp bằng trước thái tử, Đức Thừa Thái Tử vô cùng ngưỡng mộ. Và khi cái thời gian mà tiếp cận với thái tử thì Đề Bà Đạt Đa luôn luôn hiển lộ cái khả năng siêu việt của mình, đó là khả năng về thần thông. Cho nên là Đề Bà Đạt Đa rất ngưỡng mộ. Và bây giờ đây, dùng cái tâm tham, mà cái bản chất của tâm tham là xảo quyệt và chiếm hữu, để mà khơi dậy cái tâm tham ở trong tâm của Đề Bà Đạt Đa. Thì Đề Bà Đạt Đa mới nói với thái tử A Xà Thế, ngài là một cái người trẻ có sức khỏe, có tài năng, có nhiệt huyết, và đây là cái thời điểm tốt nhất để cho ngài có thể hiển lộ tất cả cái năng lực tốt đẹp của một cái ông vua,
mà có thể tế thế an dân, thời điểm tốt nhất. Nên nghĩ tới cái điều này. Thì A Sở Thế mới nói, nhưng phụ dương còn đó, đâu có được. Thì đây bà Đạt Đa mới nói rằng, Thái tử có tin vào sức mạnh của tôi không? Tất cả những việc làm của Thái tử đều có tôi đứng đằng sau lưng hết. Tôi sẽ lo liệu tất cả mọi thứ. Thái tử cứ việc hành xử đi. Thì chính Thái tử trở thành người thích khách đức vua. Nhưng Thái tử không biết rằng cha của mình đó, tuy là một vị đức vua, nhưng về mặt tâm linh đã nhập vào dòng thánh thứ nhất rồi. Cho nên là khi cái người này mang một cái trạng thái quý nhiễm là cái tâm sân cực kỳ mạnh đen tối. Và khi đến một cái vị thánh như vậy đó, thì tự nhiên người này run rẩy, cho nên mới quỳ xuống. Thì khi mà thấy cái sắc bất thường của Thái tử, thì Đức Vương mới hỏi, con có cái điều gì bất an trong lòng vậy? Thì Thái tử mới nói rằng là, con rất muốn lên làm vua, bây giờ con không thể chờ đợi được nữa. Và cho nên con, hôm nay con vào đây là cái mục đích như thế. Thì Đức Vua mới nói rằng, đâu có cần con phải giết ta, con chỉ cần nói thì cha đây sẽ giúp cho con được toại nguyện. Ngày mai đây khi cha thiết triều thì phụ vương sẽ nói với tất cả quần thần rằng cái ngai vàng này sẽ trao lại cho con và sẽ định ngài làm lễ đăng quan cho con. Thì ngày mai vua cha thiết triều và nói rằng sẽ truyền ngôi cho thái tử, tất cả phải định cái ngày để mà đăng quan cho thái tử. Và chuyện đó làm ổn thỏa không có gì hết. Thì được một thời gian, thì đây bà Đạt Đà mới nói với thái tử, bây giờ là vua, mới nói với vị vua trẻ thế này: Thái thượng hoàng, tức là phụ vương của đức vua đó, là một cái người không những có tài mà có đức, mà không những có tài có đức mà lại là cái người có phước nữa. Cho nên cái người này sẽ sống rất là lâu và được cái sự ngưỡng mộ của không những là quần thần mà tất cả thần dân luôn nữa. Nhưng mà thái tử thì còn trẻ trung quá, còn bồng bột, tuy rằng có nhiệt quyết, có sức mạnh, có cái tiềm năng, nhưng mà đôi khi khó mà tránh khỏi lỗi lầm. Mà nếu như mà thái tử muốn cải cách mạnh mẽ, muốn làm cái điều gì lớn lao, mà những cái người mà thuộc về cái tầng lớp mà quần thần mà ngưỡng mộ thái thượng hoàng đó, liệu người ta có chấp nhận không? Nếu người ta không có chấp nhận á, thì một ngày nào đó người ta trút phế cái vị vua trẻ này và người ta tỉnh thái thượng hoàng lên ngôi vua cũng là chuyện bình thường. Thì cái điều này làm cho cái vị vua trẻ là A Xà Thế bị rúng động tâm can, và phải nghĩ tới cái việc đó là mà cái ngày nào đó cái lời nói sẽ thành sự thật, cho nên mới giam cầm đức vua. Và câu chuyện sau đó thì còn kéo dài, nhưng mà cuối cùng thì chính A Xà Thế đã cho cái người thợ cạo vào để cắt những chân những tay của cha của mình, và sau đó là vị này mất, vị thánh này tịch. Thì từ đó cái vị A Xà Thế này mới dựa vào nơi Đề Bà Đạt Đa, và cái hội chúng của Đề Bà Đạt Đa đó không có bưng cái bình bát để khất thực, mà hàng ngày như vậy đó là có hàng ngàn cái cỗ xe đó chở tất cả những cái gì mà cái tăng đoàn này cần thiết đem lại hết. Và cái cách mà Đề Bà Đạt Đa đó cho đệ tử của mình đến tăng đoàn của Đức Phật để chiêu dụ những cái người trong tăng đoàn của Đức Phật về bên mình, những người đó mới gặp những người tu sĩ bưng cái bình bát đi, mới nói thế này: mình đi tu á, mình phải dành hết cái thời giờ để mình tu. Sáng mà bưng cái bằng bát đi khất thực như vậy nó hết cái buổi sáng rồi, làm sao mà tu.
với rồi là có bữa thì người ta cúng dường nó đầy đủ, có bữa là không đầy đủ. Thuốc men cũng vậy, y áo cũng vậy, tất cả mọi thứ cứ phải lệ thuộc người ta nhiều quá. Trong khi cái tăng đoàn bên này đó, là Đức Vua ủng hộ như vậy là chỉ cần mình thiếu một cái đó, là thầy nói một cái là không có thiếu một cái gì hết. Và cái thời giờ thay vì mình đi bưng cái bình bát khất thực đó thì mình tu hành. Mình bệnh hoạn cái là có người chữa trị cho mình để tốt cho mình tu hành. Mình cần gì chút xíu không phải lo lắng, rồi cũng để giữ tâm mà tu hành. Tại sao có cái điều kiện tu tập tốt như vậy mà mình không đến? Thì những cái vị mà trẻ trẻ đó thấy cái mồi này nó quyến rũ quá, nghe nó thuận cái lỗ tai quá, cho nên kéo róc qua bên này đi theo cái tăng đoàn của Đề Bà Đạt Đà. Thì như vậy Đề Bạt Đa muốn lợi và muốn dành. Vì thấy trong tâm của mình không? Cái khi nào mà tất cả những cái thứ đó nó phát sanh trong tâm của mình á, thì nó che mờ hết. Và đến khi mà nó sáng trở ra rồi đó, thì tất cả những cái phước duyên nó đã muộn màng. Đề Bạt Đa khi tỉnh ra, biết mình đã làm chuyện quá tội lỗi, xúi cho một cái vị thái tử giết cha, bản thân mình giết thầy của mình, tội lỗi quá, cho nên muốn đến sám hối với Đức Phật. Và khi cái đoàn tùy tùng này đến để xin sám hối đó, thì những người đệ tử của Đức Phật vào bạch với Đức Phật, thì Đức Phật mới nói rằng là Đề Bà Đạt Đa không có duyên để gặp lại một Đức Phật nữa đâu. Nếu một người phàm phu nghe đó, người ta sẽ nói chắc Phật còn giận quá à, cho nên không muốn gặp lại cái người đệ tử bất hiếu. Thưa quý vị, Phật đâu còn quế nhiễm mà giận. Nhưng Đức Phật nói theo nhân quả là cái người này không có đủ phước để gặp lại. Hồi nãy Tâm Tâm có nói với quý vị là phước báo sanh ra là anh em, phước báo là đệ tử người này, phước báu là tu tập đã đắc thiền và có thần thông. Bây giờ cái duyên phước đó tự mình đã đoạn rồi. Vì mình giết người ta mà, tự mình đã đoạn chứ không phải là Đức Phật đã đoạn, hai cái đó khác nhau. Thường thường trong cái lý luận của mình, trong cái suy nghĩ của mình đó, là bao giờ cái người A này, người A này mà ở với người B này không được là do cái lỗi của người B. Đệ tử mà đến cái chùa đó mà ở không được là do lỗi của ông thầy đó, chứ không phải do lỗi của người đó. Như vậy đệ tử rồi đây là Bạt Đa rồi giết Phật là do lỗi của Phật, phải không? Cho nên khi Phật nói hết cái duyên rồi đó thì mình nói chắc ông Phật còn giận. Không phải đâu, duyên nó hết rồi. Cho nên Đề Bà Đạt Đa cùng với cái đoàn tùy tùng mình đó, đến tinh xá của Đức Phật. Thì khi đến thấy một cái ao nước trong lắm, thì Đề Bạt Ba mới nói với đệ tử của mình: ta muốn tắm sạch sẽ trước khi ta vào đảnh lễ thầy ta để sám hối. Thì những người đệ tử đó mới lo cho Đề Bạt Đa tắm rửa thay y áo đàng hoàng. Và sau khi là người đã sạch sẽ tinh tươm rồi thì Đề Bạt Đa mới xuống kiệu, mới thong thả đi bộ vào trong tinh xá để đảnh lễ thầy của mình. Biết cái tư cách làm học trò của mình không có khiên cụ tới, không có ngồi trên kiệu mà tới đó được, biết xuống kiệu. Nhưng mà vừa lên khỏi cái ao nước, hướng về cái tinh xá đi ba bước thì đất nứt ra và khép lại. Và cho đến ngày hôm nay thì Đề Bà Đạt Đa vẫn còn ở trong địa ngục. Duyên nó đã hết, phước nó đã hết rồi. Và cái quả nó trổ sanh trong hiện kiếp, đó là cái quả mà đã làm chảy máu thân Phật. Cho nên là đất nứt ra và khép lại. Cái người này không còn đủ duyên để đảnh lễ vị Phật nữa đâu. Không còn cái duyên phước đó. Vì vậy chúng ta thấy nó che đây. Huống chi mình chưa có đắc thiền mà. Thì cái việc mà mình để cho nó che lại vậy đó, thì cái chuyện thoái đọa là chuyện đương nhiên, không có thể nói khác hơn. Một cái người mà đắc cái thiền này đó, nghĩa là chỉ cần tầng thứ nhất thôi,
thì khi thân huệ mạng chung cũng đã tái sanh lên cái cõi trời Phạm Thiên rồi. Huống chi mà đắc tới cái tận thiền thứ năm này thì cái chuyện đó chắc chắn rồi. Nhưng mà khi cái bất thiện này nó bị che giấu lên, những cái pháp bất thiện xảy ra thì nó thoái đọa. Cho nên chúng ta trong đời này khi biết con đường tu mà không thu thúc lục căn, người này đã thu thúc bao nhiêu lâu mới đắc thiền? Tại vì cái thiền định đó là ngày đêm an trú trong cái thiền đề mục của mình, và nó tính theo năm chứ nó không tính theo giờ. Quý vị thấy tổ Đạt Ma 9 năm diện bích, 9 năm nằm ngồi trong cái hang đá và chỉ nhìn vào trong cái vách núi với cái đề mục của mình thôi, 9 năm liền. Và cái người hành giả tu thiền định á, người ta có thể ngồi suốt mấy ngày liền. Mà như vậy cái quế nhiễm này nó còn bung lên được. Huống chi người mình, người phàm phu, nó chỉ có 50-50 thôi, thì phút chốc là nó xóa đen, phút chốc là xóa đen, phút chốc là nó xóa đen. Thì cái chuyện thoái đọa là chuyện không thể nào không xảy ra. Và chính Đức Phật cũng có nói thế này: này chư tỳ kheo, đất trong móng tay của Thế Tôn nhiều hay đất trên quả địa cầu này nhiều? Thì chư tỳ kheo mới nói: bạch Đức Thế Tôn, đất trên quả địa cầu này nhiều, mà đất trên móng tay của Thế Tôn ít lắm. Thì Đức Phật mới nói: cũng như thế đó, tất cả những chúng sinh mà được sinh ra làm người, khi thân huệ mạng chung mà được tái sanh làm người và tái sanh làm chư thiên, thì ít như đất trong móng tay của Thế Tôn. Còn sinh ra làm người mà khi thân huệ mạng chung mà phải rơi xuống các cái cảnh khổ là như đất trên quả địa cầu này. Cho nên là cái việc mà chúng ta thu thúc lục căn, đó chính là sự hiểu biết của mình. Đó là mình thương mình, đó là mình không muốn mình thoái đọa. Còn cái đời sống phàm phu đó, thì chúng ta muốn cái gì? Chúng ta muốn nhu nhuyễn cái thân này, chúng ta muốn phục vụ cho cái thân này, cho nó ăn ngon, cho nó mặc đẹp, cho nó mặc, nó mang cái đôi dép mà ta nhìn vô ngưỡng mộ, nó muốn cài cái gì trên tóc người ta ngưỡng mộ, thắt ra vát thì ta cũng ngưỡng mộ, đeo cái mắt kiến cũng ngưỡng mộ, thậm chí cái xe đi cũng ngưỡng mộ, hết sức là phù phiếm mà nó không nhận ra. Người xuất gia đây mặc cái màu quải sắc chứ đâu có nói màu nâu, màu vàng, màu đen, màu đỏ gì đâu có nói. Nhưng mà bây giờ đó nó không có quải sắc, đi ra thì ủi lăng con mà chọn cái hàng giải rất là sang, thì nó đã phạm rồi. Phạm rồi. Tại sao màu quải sắc? Bởi vì nãy chúng ta cũng đã biết rồi đó, cái sắc này đó là để cho nó không có quyến rũ bất cứ ai hết, cho nên gọi là cái màu quải sắc. Nhìn vô không thấy là cái màu gì hết, tức là nó không còn cái gì đẹp cả. Cho nên ngày nào cái màu nâu này, cái màu vàng này, cái màu lem này mà cái người mặc nó vẫn nghĩ đến phải làm đẹp thì cái đó là phạm giới, vẫn còn nơi cái chỗ đó. Cho nên mình sử dụng cái gì á, là khi mình bắt đầu cái đời mà mình đi vào cái cuộc sống về tâm linh thì phải thu thúc lục căn. Bởi vì chúng ta không muốn rằng thân ngoại mạng chung chúng ta rơi xuống cái khổ cảnh. Người học trò đi học trong trường muốn mình lên lớp, muốn mình thăng tiến lên, muốn càng ngày càng đi lên cái đỉnh cao của cái học vấn. Thì về tâm linh, khi mình đi theo cái con đường thu thúc lục căn là cái con đường của mình, đường tâm linh mình đi lên. Thì cái mục đích chúng ta đến với giáo pháp là như thế. Và chúng ta biết cái phương cách để chúng ta tu tập. Thì nếu ai gọi là Phật tử mà trong cái pháp tu tập của mình đó chưa biết đến cái pháp Phật đây, cái con đường mà tu tập của cái thiền sắc giới và thiền vô sắc giới này đây, thì Đức Phật có thầy, có hai vị thầy Bà La Môn hướng dẫn để tu tập thiền sắc giới, hướng dẫn để tu tập thiền vô sắc giới. Nhưng từ bờ sông Ni Liên Thiền
mà đi qua chỗ Bodhgaya để ngồi xuống với cái cội cây đó tu tập, thì cái khoảng đó không có thầy. Tự mình do cái pháp thiền định này, đây là thiện trí thắp sáng lên mà soi rọi lại những cái quế nhiễm này trong tâm. Và cái năng lực của cái thiền tuệ này, nó có cái khả năng nó làm cho xóa mất cái này, xóa hết. Đây là tâm của vị Phật. Nơi đây, trong tâm của vị Phật có bát chánh đạo. Trong tâm của người phàm phu có cái pháp thiện đây và có những cái pháp bất thiện đây, có cả hai. Trong tâm của một người hành giả đắc thiền thì tất cả những quế nhiễm đã được thu gọn lại, giống như đã được coi như là nhốt nó lại, khó mà đi ra lắm. Nhưng cái chuyện nó xúc chuồng thì nó vẫn là xúc chuồng thôi, không có thể khác hơn được cả. Thì đây là pháp Phật đây, và đây là thiền tuệ đây. Và cái tên của nó trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ còn để lại, thì cái bài kinh đó nói lên cái pháp tu này. Và nó còn có cái tên gọi nữa là thiền Vipassana. Thành ra khi nào mà mình nói rằng đây là cái pháp thiền đưa đến giải thoát mà không phải Vipassana, không phải thiền tứ niệm xứ, không phải thiền tuệ, thì đó là cái con đường của cái người nói đó, chứ không phải cái con đường hiển lộ về tâm linh của Đức Phật. Nên nhiều người đọc về sách thiền nhiều quá rồi mới phân vân không biết rằng là bây giờ phải theo cái nào, thì xin trả lời: thiền tứ niệm xứ là con đường duy nhất đưa đến sự giải thoát, đưa đến trí tuệ sáng suốt. Và đây là thiền duy nhất của đạo Phật, không có tôn giáo nào có cả, và không có đạo sĩ nào có được cả. Cho nên ngày nào mà chúng ta đọc sách thiền, chúng ta đi theo cái người hướng dẫn thiền của chúng ta mà không có nói đến bài kinh tứ niệm xứ, thì cái đó là cái pháp thiền của người đó, không phải cái pháp của Phật. Đó, chúng ta thấy như vậy đó. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ hai, là cái phần gọi là cái ý nghĩa của cái tạng vi diệu pháp này. Cái chữ Dhamma này có nghĩa là giáo pháp. Cái chữ Dhamma này trong Tam Tạng Kinh Điển nó phong phú lắm đấy. Mai mốt Ni Sư Tính sẽ giảng vi diệu pháp ở cái lớp này đó. Thì Ni Sư là cái người làm luận án tiến sĩ về cái chữ Dhamma này này. Có một chữ thôi. Và truy trong Tam Tạng Kinh Điển ra, thì chúng ta phải biết là để giảng về cái chữ này không đơn giản chút nào cả. Nhưng mà trong cái phạm vi này chúng ta hiểu đây là giáo pháp của Đức Phật là được rồi. Chữ Dhamma là vậy. Bây giờ chữ Aphi. Chữ Aphi này có nghĩa là nó là rất là vi tế. Và nó là coi như là nó là tối thượng. Nó là tối thắng. Cái pháp của nó là như thế. Nó là nó vi tế mà nó lại là thẩm thâm, rất là sâu. Mà nó lại còn có cái tính chất tinh tế. Cái tâm của chúng ta đó, là nó là cái gì đó không thể nào cân đo đong đếm được. Tức là nó không phải là cụ thể mà nó là trừu tượng. Nó là một cái pháp mà mắt tai mũi lưỡi thân chúng ta không thể tiếp cận được. Và tất cả những gì thuộc phần tâm đó, thì
thì chúng ta phải dùng cái thức thứ sáu, cái giác quan thứ sáu chúng ta. Đó là phải dùng tâm mới biết được tâm. Đó là cái đặc điểm của nó. Nó thậm thâm phi diệu là bởi vì nó sâu lắm. Nó vừa cao, nó vừa sâu. Là bởi vì đó, khi mình nghĩ tới Đức Phật là cái người mà coi như là tượng trưng cho cái trí tuệ toàn giác đó, thì mình biết rằng mình chỉ có ngưỡng mộ mà thôi, cho nên nó cao vời vợi thôi. Nhưng mình nói nó thâm, nó thậm thâm, nó cực sâu xa. Là bởi vì nó ở chính trong cái đời sống nội tâm của mình. Và nó cứ đi từng lớp, nó cứ đi từng lớp. Mình cứ mở ra, mình cứ mở ra. Và càng mở ra càng thấy. Và giải không biết đến khi nào mà hết cả. Và khi mà đi vào cái tạng vi diệu pháp này đó, thì trong cái tam tạng kinh điển này, không có một cái tạng nào mà có thể chi ly hơn cái tạng này cả. Và khi mà pháp trong vi diệu pháp giảng ra, thì tất cả những cái từ ngữ mà nằm trong tạng kinh và tạng luật đó, thế đều quy tụ về đây. Mình muốn hiểu cái tạng kinh tạng luật cho đúng thì phải hiểu cái tạng vi diệu pháp này. Vì thuật ngữ cơ bản nằm đây, pháp gốc nó nằm đây, trong một cái bài kinh mà Phật giáo Đại Thừa thường hay tụng đó, vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Có những người không có biết cái tạng vi diệu pháp này đó, thì cứ hỏi vi diệu pháp nghĩa là gì, thì người ta nói là pháp Phật vi diệu, chứ không hiểu rằng đây là cái tên của cái tạng luật, xin lỗi, một cái tạng mà nó là linh hồn của cái giáo pháp của Đức Phật, là cái tạng Abhidhamma. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Vô thượng tức là không có cái nào mà nó cao hơn được nữa, và không có cái nào nó sâu hơn nữa. Vi diệu pháp là tối thượng. Vi diệu pháp là cực kỳ vi tế và tinh tế, bởi vì nó nằm trong cái pháp trụ tượng là cái nội tâm chúng ta. Và nội tâm của mỗi người khác nhau. Chúng ta cứ thử nghĩ này, đây là cái ngón tay của chúng ta. Khi chúng ta đi đến đâu, chúng ta đều bắt lăn tay hai cái ngón tay này. Trên quả đất này có 5 tỷ người, 6 tỷ người, 7 tỷ người, thì cái ngón tay nhỏ xíu như thế này, mừng nào nó sẽ có 7 tỷ cấu tạo khác nhau. Bởi vì mỗi một người nó có những cái đặc trưng riêng về cái tính khí của mình, nghĩa là có cái đặc trưng riêng về cái dòng nghiệp do mình tạo tác ra cho nó đến in hình ở đây. Bây giờ một cách thứ hai nữa mà dễ nhìn thấy hơn là cái ngón tay này đó, thì bây giờ khi mà mình đi đâu làm chứng minh nhân dân ở trong nước hay đi ra nước ngoài này đó, thì chính người ta đặt một cái máy người ta chụp, và đặc biệt là ta chụp cái khuôn mặt mà nơi đó là rõ ràng nhất là cái con mắt của mình. Đây là cái hình chụp từ trong một cái quyển sách là chúng ta thoát thai từ đâu. Quyển sách này của một cái vị này là tiến sĩ về nhãn khoa của Liên Xô. Và cái đặc biệt trong cái quyển chúng ta thoát thai về từ đâu đó là đây là một cái công trình nghiên cứu của một cái bác sĩ nhãn khoa mà ông này đã từng đi giảng khắp nơi trên thế giới để mà giúp cho các cái bệnh viện mà về mắt đó, là những người bị ung thư mắt có thể là cứu giúp cho người ta, hoặc là tất cả những cái bệnh về mắt thì cái đều có cái khả năng cứu chữa được. Thì cái ông thầy này, ông bác sĩ này đi khắp nơi trên thế giới. Và cái quyển sách này nó ra đời, nó rất là kỳ lạ. Là một hôm đó đó, thì cái ông bác sĩ này mới tiếp hai cái bệnh nhân, là cái người mẹ và cái đứa con gái. Đứa con gái độ chừng 6-7 tuổi thôi. Còn cái người mẹ thì là có cái thân thể là phốt pháp, thành ra so cái chiều cao, chiều ngang, trọng lượng của cái người mẹ với cái đứa nhỏ đó thì nó cách biệt dữ lắm. Nhưng mà khi mà cái đứa nhỏ nó lên cái ghế nó ngồi đó, thì ông mới mở mắt ra, ông chụp, ông khám. Thì tới cái người mẹ ông cũng khám, thì ông thấy rất là lạ, tại sao mà cái hai cái con mắt này đó thì tất cả những cái cơ thể thì nó khác mà con mắt nó không có khác,
con mắt nó coi như là giống như cái sự hoàn hảo của nó, thì cái đứa 6 tuổi nó đã hoàn hảo rồi, cái người lớn này nó cũng hoàn hảo rồi, hoàn chỉnh hết rồi, cho nên là mới đi khám ra. Thì từ đó ông bắt đầu nghiên cứu. Và cái nghiên cứu này đó là ông dùng cái hệ thống mà về computer để vẽ. Sau khi chụp xong rồi có cái phương pháp để vẽ, thì khi vẽ ra thì cuối cùng nó sẽ ra những cái hình thể kế bên đây. Và tùy theo cái hình thể này đó, thì nếu như một cái người mà nó có cái tánh khí hiền hèn nhát đó, thì nó là cái tam giác mà cái bề đáy lớn nó nằm ở dưới, còn cái bề nhọn nó nằm ở trên. Rồi bên trong của nó là nó có một cái hình tứ giác mà nó giống như cái viên kim cương nó chúc xuống như thế này, cái cạnh nhọn nó đâm xuống. Một cái người mà có cái tánh tình là hung dữ đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái cạnh của nó như là hình thoi, và bên trong một cái tứ giác của nó cũng chúc xuống y như vậy. Còn cái người mà nó thuộc về cái người mà nó có ý chí ấy, thì nó giống như hai cái hình thoi nó lồng vào nhau. Và cái người mà nhân hậu á, thì nó giống như là hai cái hình thoi mà hơi vuông nó lồng vào nhau. Và cái này đó thì hiện nay chưa lâu rồi, ở trong cái ngành mà cảnh sát hình sự, với lại trong những cái ngân hàng mà lớn đó, và hiện nay nó đang lan rộng khắp nơi đó, là người ta đã sử dụng cái cách này. Trong cái hình sự ta sử dụng cách này đó để người ta tìm ra thủ phạm rất là nhanh. Thí dụ như cái người chết, cái lúc chết mới nói rằng nó đã giết tôi chẳng hạn, thì ta sẽ tìm ra tất cả những người tên A mà có liên quan hoặc là ở trong cái khu vực đó, thì ta sẽ bắt hết rồi người ta mới loại dần ra. Bây giờ không có bắt, bây giờ người ta sẽ tìm những cái người đó trong cái mối quan hệ đó, và người ta mở ra, ta coi lúc mà chụp hình như thế nào, ta đo ra thì người ta sẽ tìm ra. Và ta chỉ cần tìm những cái đối tượng có cái hình thể của mắt như thế này vào, người ta điều tra thì ra. Còn bây giờ đó, thì cái hồi xưa đó người ta tuyển chọn nhân viên đó, thì người ta tuyển chọn cái bằng cấp, tuyển chọn bằng cái năng lực làm việc của người này. Ngày hôm nay người ta thấy rằng cái yếu tố này là nó không đủ, mà cái yếu tố về cái gọi là cái đạo đức nơi cái người này mới là quan trọng. Và người ta dùng cái phương pháp là khi người ta chụp hình ra đó, thì người ta sẽ chọn. Thí dụ như cái người này năng lực rất giỏi, nhưng mà thuộc vào cái hạng người hung dữ hoặc hèn ác, hoặc là những cái tính khí khác, khi tuyển vào đó thì cái công ty này có thể sẽ đưa đến băng hoại, chưa biết cái gì xảy ra. Còn cái người này tuy là cái năng lực nó thuộc về A trừ, nhưng mà cái tánh tình nó là người trung hậu, người đàng hoàng, thì ta tuyển chọn cái người này. Bởi vì tất cả những cái vụ cướp bóc mà tinh vi nhất không phải ở trong cái người dở ẹt đâu, mà ở trong cái người rất giỏi mà nó thiếu cái đức độ, người ta đã tìm ra. Cho nên là tất cả những cái nghiệp của mình á, nó in hình nơi cái sắc pháp này. Chúng ta đây tất cả đều có con mắt, nhưng mà cái cấu tạo thâm sâu của nó khác nhau, không giống nhau. Một cái vân tay như thế này hoàn toàn khác nhau, chỉ bàn tay cũng khác nhau, không có người nào giống người nào cả. Và nó thay đổi theo cái tâm của mình. Nhưng mà những cái khung sườn quan trọng này nó không thay đổi dễ đâu, không thay đổi dễ đâu. Đây là một cái bài học mà cho tất cả chúng ta đây, đặc biệt là cho người nữ. Khi sống chung với một cái người, người ta đánh đập mình, ta hành hạ mình, ta miệt thị mình, cái người nữ tự lừa dối của mình, nói rằng vì con, vì cái gia đình, vì phải dùng cái lòng tốt của mình để cảm hóa người khác, cho nên mình phải chịu đựng. Ngày hôm nay cái bản này nó đưa ra rồi đó, thì người nữ phải suy nghĩ lại. Sư cô xin nói một cái chuyện rất thật. Là cô này cha mẹ chỉ có mình cô thôi, gia đình cô là
thuộc về hàng trung trung thôi, nhưng mà cha mẹ sống nề nếp, và nhất là cái người mẹ đó, ăn cần ở kiệm, cho nên khi cô học giỏi lắm và ngoan lắm, và cũng đã quy y sớm rồi, và cũng ở trong gia đình Phật tử rồi, cho nên cha mẹ yên tâm để cho cô đi du học. Và cô nói với ba mẹ cô đó, cô nói con biết nhà mình nghèo, nhưng mà ba má đã chắc chiêu hết để cho con không có phụ lòng ba má đâu. Và cha mẹ cũng tin tưởng cô như vậy. Khi mà cô ra nước ngoài cô học đó, cô rất là đàng hoàng, chỉ biết học mà thôi, và giữ đúng cái lời hứa với cha mẹ mình. Thì cô học được 2 năm, thì có một cái cậu đó đi theo cô. Thì những người bạn đó đều nói rằng hãy cẩn thận, vì đây là cái người đó nổi tiếng là một người xấu, không có nên tiếp cận. Cô nói người tốt hay người xấu gì đó cô cũng không có tiếp cận, bởi vì trong lòng của cô chỉ muốn học cho nó xong, rồi là giữ đúng cái lời hứa với cha mẹ, rồi tiếp theo đó thì gia đình cô sẽ bàn bạc như thế nào cô sẽ làm như thế đó, còn cái chuyện tình cảm bây giờ là cô không có dính dáng vô, cho nên là các bạn yên tâm. Thì cậu này cứ cô này đi thì cứ trong trường nó cứ lẻo đẻo theo sau, thì cô này sợ lắm. Thì cái bữa hôm đó là cậu này mới chặn cô này lại và nói thế này: em à, em đừng có sợ anh. Mặc dù em sợ là rất đúng, bởi vì anh không phải là con người, anh là con quỷ. Một mình anh đó tàn hại không biết bao nhiêu đời các cái cô gái, và kể cả phá thai anh cũng không có từ bỏ đâu. Thành ra anh là con quỷ, em không có muốn tiếp xúc với anh là đúng. Nhưng anh nói thật, tại sao anh cứ lẻo đẻo theo em? Là bởi vì khi mà anh nhìn thấy em đó, thì anh nhìn thấy một cái sự thánh thiện, và nó làm cho những cái dục vọng ở trong cái lòng của anh đó, nó dịu lại. Cho nên hôm nay anh xin phép em là nếu em đi đâu mà có anh đi theo sau, đừng sợ là anh hại em, mà phải để cho anh được nhìn thấy em như vậy, để anh dần dần anh có thể trở thành một con người, chứ anh không phải trở thành một cái con quỷ nữa. Thì cô này nghe xong đó là cô bớt sợ. Nhưng vậy cô suy nghĩ thế này: Phật tử, mình đã có 5 giới rồi, và mình sống tốt đẹp như vậy, thì chắc đúng như anh này nói đó, cái sự tốt đẹp của mình cũng đã có cái ảnh hưởng tốt tới người đó, cho nên trong lòng thấy vui vui. Và ông này cứ tiếp tục như vậy, làm thinh đi theo vậy, rồi bẵng đi một thời gian không thấy tới, rồi sau đó vẫn tiếp tục như vậy. Thì cô này mới hỏi: sao lâu quá không thấy anh? Thì ông không có trả lời. Thì cô này hỏi nữa, ông ấy nói rất là ngại khi nói với em, là tại anh vừa đi học vừa đi làm, rồi cái khi mà anh bị một cái tai nạn nhỏ thôi, thì cái tiền bồi thường hết, không có tiền đổ xăng để đi, cho nên là anh phải nghỉ học thời gian, bây giờ mới có tiền đổ xăng mới đi nữa. Thì cứ vậy, rồi anh tới rồi anh vắng, bởi vì mục đích của anh chàng này không phải để đi học, mà để làm cái chuyện rồ dại của mình. Thì cô này khi thấy anh vắng 2-3 bữa thì hỏi: anh hết tiền đổ xăng phải không? Thôi đây nè, chia cho anh một chút đen đổ xăng mà đi học, chứ không nên như vậy. Thì cậu này từ chối. Thì cô này nói: không sao, đây là một chút xíu đi đổ xăng thôi mà, anh đừng có ngại, miễn mà anh học đàng hoàng thôi, chứ còn nghỉ học như thế này hoài thì nó đâu có cái tương lai. Thì cậu này mới rụt rè, mới nhận cái tiền đó, rồi dần dần nó thành ra cái thói quen. Cho đến hơn 1 năm sau, thì hôm đó cậu này trở vào gặp cô này và nói: em, anh rất là cảm ơn em, bởi vì nhờ 20-30 tiền em cho đổ xăng mà anh đi học được, rồi bây giờ anh mới tìm được cái chỗ làm mới, cái lương nó cao hơn, bữa nay là anh giàu đó,
anh mời mới đi ăn cơm được không? Thì cô này nói không, em còn phải học nữa chứ. Thì anh này buồn lắm, anh này nói chẳng lẽ em giúp anh như vậy mà bây giờ anh chỉ có một chút xíu để mà chia sẻ với em mà em từ chối sao? Thì cô này nói nhưng mà lựa cái quán ăn nào nó đơn giản chút, ít thời giờ chút thì em đi, chứ còn nếu không là không đi. Thì cậu này làm đúng như vậy. Rồi cái chuyện đó nó cứ thỉnh thoảng vậy. Cho đến khi một hôm đó, thì cậu này nói đây là cái ngày lễ, tại sao mình không đi chơi một vòng, tại sao mình không đi picnic? Thì cô này thấy mình qua đây mấy năm cũng không biết cái chỗ nào hết, bây giờ cậu này đề nghị vậy cho nên mình đi. Thì suốt một ngày đi như vậy thì cậu ta cố tình dòng dèo. Cho đến cuối cùng thì cậu này mới nói bây giờ đường đi như thế này rồi chắc còn xa lắm mình mới về tới nhà. Tại vì anh cũng mới đi cái vùng này cho nên nó cũng không có chính xác lắm. Thôi thì mình kiếm cái chỗ nào mình tắm rửa nghỉ ngơi rồi nghỉ qua đêm rồi ngày mai mình đi về. Thì cô không chịu, thì anh năn nỉ biết. Anh ấy nói là bây giờ phòng ai nấy ngủ mà tại sao em lo như vậy. Thì cô này nghe vậy cô đi chịu, đi đến khách sạn thuê hai cái phòng, phòng ai nấy nghỉ. Thì sau khi cô này tắm rửa, anh này tắm rửa xong thì anh này gõ cửa qua nói chuyện, nói chuyện chơi thôi. Nhưng mà cuối cùng khi khóa cái cửa phòng lại thì anh ta đã làm gì mình mới biết rồi. Và khi như vậy thì cô ta khóc dữ lắm. Và anh ta nói rằng là anh ta bây giờ không phải như ngày xưa nữa. Và cho nên bây giờ anh ta cam kết, anh ta hứa rằng là anh ta sẽ cưới cô này và anh ta sẽ học hành đàng hoàng để mà cho xứng đáng với cô ấy. Bây giờ chuyện đó trót rồi. Và như vậy hai người từ đây đã thân thiện hơn rồi. Cho đến khi mà cô báo tin là cô có thai thì anh ta mới nói thế này: bây giờ sớm lắm em, sớm lắm. Em chưa có học ra trường, anh cũng chưa ra trường. Bây giờ tiền đâu? Tiền đâu em? Đâu có thể làm đám cưới được, mà cũng đâu có thể chính thức chung sống với nhau được. Bây giờ phải, không thể nào đấy em. Bây giờ cái chuyện ngắn gọn nhất là mình không nên có con. Anh sẽ đưa em đi để mà yên ổn. Cái cô này khóc dữ lắm, không chịu. Thì anh ta không tới nữa. Khi gọi anh ta thì anh ta nói rằng đó là giải pháp duy nhất, mà nếu cổ không chọn thì anh ta không có cách nào khác hơn cả. Thì cô ấy nói rằng là em là một người Phật tử, em không thể nào phạm cái giới sát được cả. Bây giờ chỉ còn có cách đó là anh với em chính thức sống với nhau, cưới nhau, và em sẽ báo về cho gia đình. Và đây là cái lỗi nặng của em, nhưng mà ít ra má em cũng sẽ giúp em để em không phải phá thai. Thì cậu này cái khi đó đó mới lộ nguyên hình. Vậy ra em không biết anh sao? Trước khi gặp em trong cái sự thân mật thì anh đã nói rõ với em anh là con quỷ mà. Và bây giờ đây anh đích thực là con quỷ, em phải tự giải quyết lấy một mình đi. Trước đây anh còn muốn đưa em đi bệnh viện, bây giờ em tự giải quyết lấy. Và quý vị hiểu cô này đã suy sụp tới chừng nào, bỏ học ra làm sao. Và cuối cùng đó thì cô phải tự giải quyết lấy một mình. Và bệnh luôn không có học được. Và cổ điện cho sư cô, khóc dữ lắm, và nói rằng con từ tà dâm con đi đến sát sanh, và bây giờ con dối trá dữ lắm. Khi mà con nghỉ học con bệnh quá, con xin tiền má con thì má con chịu đựng không được. Má con đã qua rồi sư cô, má con đang ở chỗ con, mà bây giờ con phải lái xe đi ra ngoài để con nói chuyện với sư cô đây. Bởi vì con không khóc được trong nhà của con. Khi con thấy má con săn sóc con, nó nói rằng nếu mà má biết sức khỏe con như thế này,
má đã không cho con đi du học rồi, nhưng đâu phải sức khỏe của con, tại vì con phá thai, tại vì con suy sụp tinh thần, chứ không phải con không đủ sức khỏe để học. Nhưng con cứ nói dối má con cứ nói chương trình học nặng quá, con học không có cái giờ để nghỉ ngơi, con không học thì không có đủ cái giờ để nấu nướng ăn uống, cho nên bây giờ con suy sụp như thế này. Má con khóc dữ lắm. Và con thì cầm lòng không đậu, tại sao con từ nhỏ tới lớn chưa biết dối với mẹ mình một lời nào mà bây giờ con nói dối trơn tuột như vậy. Và con khóc vì cái ác nghiệp của con. Mà bây giờ con phải chạy ra đây, con điện cho sư cô vì con không còn biết nói với ai nữa cả. Con không biết bây giờ con phải ra sao. Bây giờ con nên về với mẹ con hay là con ở lại đây, con chưa biết. Nhưng cái con đường của con cực kỳ tối tăm. Sư cô mới nói, con ơi, con phải tỉnh lại đi. Năm giới của con chưa có đủ thành một cái nghị lực trong cái đời sống với tâm linh của con. Nhưng con cứ nghĩ rằng cái sự trong sạch của con, cái sự đàng hoàng đứng đắn của con, cái sự tốt lành của con có thể cảm hóa người khác. Không đâu. Không đâu. Như nãy tập có nói với quý vị, một cái chén nó ngửa ra đó thì người ta mới rót được, còn cái chén mà nó úp lại nó không có thể rót được, không có cảm hóa được đâu. Tại vì khi người ta chung sống với mình đó mà nó trở thành là cái oan trái rồi, người ta sỉ nhục mình, người ta đánh đập mình, người ta dài đạp mình, người ta lừa đảo mình, nó đã kết thành một cái dây quan trái từ bao nhiêu kiếp rồi. Bây giờ không thể cái sự tốt đẹp của mình có thể cảm hóa người ta. Chuyện đó là hy hữu. Chúng ta hãy nhìn nha, dở kinh Pháp Cú ra mà đọc, thì ngài Ca Diếp có hai người đệ tử. Hai người đệ tử này trái ngược tánh nhau. Khi ngài dạy dỗ, ngài là một vị Phật mà, ngài dạy dỗ thì nó biến cái lời dạy dỗ đó thành ra căm thù. Cho nên chính đệ tử ngài Ca Diếp đã đập nát đồ của ngài khi ngài đi khất thực, rồi nó chưa có vừa ý nó đốt luôn cái liễu cốc của ngài. Một vị Phật dùng cái lời lẽ từ bi và trí tuệ của mình đó để nhắc nhở đệ tử của mình mà nó còn thù hận đến như vậy. Hướng chi mình là cái người mà bị người ta miệt thị, người ta đánh đập, người ta dài xéo, người ta lừa dối, mà mình nghĩ rằng mình có thể cảm hóa được người ta, thì cái đó chỉ là cái tâm tham luyến ái của mình đó, nó lừa đảo chính mình mà thôi. Cho nên khi chúng ta học vi diệu pháp, chúng ta sẽ thấy tất cả những cái tâm mà nó xuất hiện trong cái đời sống chúng ta đó, nó hoạt động có tính chất quy luật. Và bản chất của nó khi nó xuất hiện như thế nào, nó rõ ràng như thế đó. Sư cô nói, con ơi, một cái chút tốt đẹp đôi con, khi mà nó đi lệch một chút xíu thôi, nó chính thành là cái niềm hãnh diện của con. Và cái hãnh diện đó, con có biết nó tiềm ẩn trong đó là gì không? Nó tiềm ẩn là cái ngã mạn của mình. Người ta tôn sùng mình như một thánh nữ, như một thiên thần, để người ta nương tựa vào đó. Nhưng thật sự ra người ta muốn bẻ cái quả này, nhưng mà bàn tay của ác quỷ mà thò ra không bẻ được, cho nên cái bàn tay này nó phải bọc nhung, nó phải mềm mại. Và đến lúc là nó ngắt một cái thì cái móng tay nó thò ra, nó bẻ cái rắc là xong. Nó hiện nguyên hình là như thế. Và còn một điều nữa, chúng ta phải nói với trong tâm của mình đó, tất cả những cái pháp bất thiện trong cái đời sống nội tâm của mình, chính là ác quỷ trong tâm của mình, nó sẽ bẻ nát cái đời sống tâm linh của mình, và nó sẽ vui dập mình xuống những cái cảnh khổ. Đừng tưởng rằng những người khác vui dập cuộc đời của ta, nhưng chính những cái bất thiện trong tâm của ta, những cái luyến ái ngu muội của mình, sự khờ dại của mình, cái sự ngã mạn rỗng tuếch của mình, đã hủy hoại cái đời của mình mà mình không biết.
Vì chúng ta sinh ra trong cái thế gian này, cha mẹ chúng ta chỉ dạy cho mình ăn hiền ở lành, giữ tư cách con người, ráng học hành, ráng có nghề nghiệp, ráng sống nhân nghĩa với nhau. Ra xã hội thì người ta dạy mình phải tôn trọng luật pháp quốc gia, phải sống đúng đắn một người công dân. Nhưng chưa có ai dạy cho chúng ta hiểu rằng trong tâm chúng ta có gì. Và không ai nói với ta chính ta là kẻ lừa dối mình. Chúng ta có tin không? Chúng ta có biết không? Chúng ta có thấy không? Và khi chúng ta thấy, tất cả đã muộn mà. Sư cô nói, con ơi, con tự lừa dối con. Con tưởng những cái năm tháng con là Phật tử, những cái năm tháng con sống như một cái bút măng phơi phới trong cái gia đình của con, trong cái tình yêu thương của cha mẹ con, trong cái hạnh lành của con, là con có thể đủ sức để con cảm hóa một con quỷ. Không đâu. Cái con quỷ này nó biết cái phần yếu đuối của con, nó biết cái phần quế nhiễm của con. Bởi vì tất cả quỷ nó sẽ câu thông, trong cái quỷ ở trong tâm của mình nó câu thông với nhau. Làm sao mà mình lại không muốn mình có một chút cái niềm vui? Làm sao mình lại không muốn? Làm sao mình lại không có một chút hạnh diện? Một chút xíu mà thôi, có chứ. Nhưng mà nó âm ỉ, nó phát lên một chút xíu đó, như là một cái đốm rất là nhỏ, mà khi nó loang lớn lên là mình không thấy nữa. Nếu như cái ngày, cái giờ mà nó bẹt bóp năng này rồi đó, mình đủ tỉnh để mình rút chân ra đó, thì nó không có cái thai bào này, và nó không có cái ác nghiệp của sự sát sanh này, nó không có cái sự dẫm đạp tiếp theo, và nó không có cái mà nó biến mình thành một cái đứa con bất hiếu và lừa dối. Nó không đi tiếp cái đoạn đường đó. Cho nên khi mà người ta đó, khi người ta đó mang cái đôi giày đẹp quá, người ta đã lỡ dẫm xuống cái bùn rồi, người ta không đủ can đảm rút lên để rửa cho sạch, mà người ta đặt xuống một chân nữa cho nó đỡ phải lo nghĩ. Cho nên đã thất thân với người này rồi, thì một lần thứ hai, một lần thứ ba, một lần thứ tư, phải nói với mình rằng người này đã thay đổi rồi. Và đây là điểm tựa của mình, đây là cái phao mình phải nương tựa vào lúc này này. Và chính mình đã lừa dối mình như thế, cho nên mình mới đi đến bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư. Và đây là cái thai bào. Và mình không đủ sức để trở về với mẹ, để nói với mẹ sự thật rằng con đã dại dột rồi. Bây giờ mẹ hãy cứu con. Không dám nói thật. Dối mình, dối luôn cả cha của mẹ mình. Cho nên giờ khổ đau phải ôm lấy một mình. Và cô này nói vậy: con nhiều lần muốn tự giận chết, nhưng nếu con tự giận chết, con biết là ba má con sẽ chết. Tâm Tâm mới nói là: con như vậy vẫn còn tỉnh đó con, hãy suy nghĩ cho kỹ. Và cái phước mình không đủ, cho nên là đừng nghĩ tới công danh sự nghiệp nữa, hãy trở về với ba má đi, nói hết cho ba má nghe. Và sống như thế nào, chuyện đó về sau sẽ tính. Nó gãy đổ hết rồi con. Vì cái phước trí của mình đây, nó không đủ. Cho nên trí tư là đi học để có cái bằng cấp, cái nghề nghiệp, nó bị gãy rồi. Về cái trí mà thuộc về trí và tâm linh đó, là những cái pháp thiện và pháp bất thiện trong tâm của mình không biện biệt được. Và cho nên Abhidhamma là cái pháp thầm thâm,
vi diệu, vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mới gặp được. Gặp được ở đây không phải là mua cái bộ Tam Tạng Kinh Điển để trong nhà mà gặp được, nhưng mà tất cả những cái giáo pháp này khi nghe, chúng ta đây có thể nói được. Cái ân huệ này đây, khi chúng ta mở cái tâm chúng ta ra mà giáo pháp này rót được và chúng ta uống được để mát được ở trong tâm. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Ngày hôm nay con đã tiếp nhận được cái giáo pháp này, con nguyện gìn giữ trong tâm chánh pháp. Con đã tiếp nhận được, con sống trong chánh pháp, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Chân thật nghĩa nằm đây. Làm sao chúng ta sẽ tiếp? Xin mời tất cả nghĩa. Xin mời tất cả đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.